Trùng hợp quá ha. Lại gặp nhau ở đây nữa rồi. Ủa mà Thiên Minh với Giang Nghi đâu? Thiên Minh chở Giang Nghi đi mua đồ mới rồi. Tối mai tôi anh rảnh không? Rảnh. Vậy đi xem band của Hải Dương chơi nhạc với tôi không? Ở cái quán cà phê Acoustic gần đây nè. Đang ở đâu? Em ơi đang ở đâu? Bắc thang lên hỏi ông trời, ông giấu